dành cho Kyle để bảo kê tối đa dành cho xạ thủ của mình. Tất cả những gì mà Kyle cần làm ở trong cái ván đấu này là đứng cạnh Prince, nếu như có áp lực đến từ Leona, nếu như có áp lực đến từ Poppy trong tay của Pilsic, và thậm chí là cả Zika với những cái pha can vào cùng với lại cái hóa quỷ của Swain, thì nó sẽ là cái cú ngậm nuốt để phần nào đó giải tỏa đi những cái áp lực dành cho xạ thủ chủ lực. Điều kiện thắng tiên quyết và trực quan đến từ bên phía của Liverpool ở ván đấu thứ hai này vẫn sẽ nằm trong tay chàng hoàng tử của họ, đó là Prince với chất tướng Aphelios. Còn với Dragonix là một đội hình càng lên rất mạnh, tất cả các vị trí của họ đều có khả năng băng lên. Gwen, Poppy, Swain thì không nói làm gì, cả Jerry cũng sẽ có nhanh như điện để follow up theo những cái pha băng lên như vậy đến từ đội hình bên phía của Redick. Nhưng để xem Gwen ván theo thứ hai, một chất tướng phần nào đó có khả năng cản lướt tốt hơn và nhiều sát thương hơn, mang theo sát thương phép, thì Keegan có thể tốt hơn hay không? Hai chất đội hình khá là tương quan với điều kiện thắng đến từ Dev và Prince cùng với chất tướng Jerry và Aphelios, và để xem bên nào sẽ có được ưu thế hơn ở trong giai đoạn đầu. Khi mà giai đoạn đi đường thì tôi đang cảm nhận được rằng cái khả năng tấn công đến từ cả Pilsic và cả Croco nó đều rất mạnh nha. Với Poppy thì Pilsic có thể can thiệp ở ngay cấp 2, còn với Croco thì cũng là tương tự như vậy với cú đấm bùng nổ ở nâng ở cấp 2 đến từ người chơi đi rừng bên phía của Lisbon. Để xem là bên nào sẽ có được ưu thế ở trong giai đoạn đi đường. Lisbon vẫn là như vậy mà thôi, họ vẫn sẽ hướng cái sự chú ý của mình xuống cánh dưới với việc kiểm soát dòng nguyên tố đầu tiên của ván đấu để phần nào đó hỗ trợ thêm cho cái khả năng đi đường đến từ Prince và Kyle. Còn ở hướng ngược trở lại thì Pilsic đã sở hữu cho mình con sứ giả khai nước đầu tiên rồi. Quan trọng là sứ giả cần phải thả ở khu vực đường nào thì mới có được ưu thế đây. Những cái stack dòng đầu tiên, những cái chỉ số đến từ những con dòng nguyên tố đầu tiên nó đã được tăng sức mạnh rất nhiều ở phiên bản 12.14, và đây là lý do tại sao mà các đội hướng cái lối chơi xuống cánh dưới như là Lisbon hay thậm chí là cả Gen.G Esports đang rất chú trọng vào những con rồng đầu tiên của ván đấu. Còn đứng dưới thì Prince với dạng súng tốt thì anh ta bắt đầu tiếp cận trụ của DRX rồi. Một lớp giáp trụ là những gì họ có sau 13 phút đi đường hơn. Thực sự thì chúng ta đang đếm những lớp giáp trụ ở khâu đi đường và đếm những chỉ số lính chênh lệch. Nó ở hàng đơn vị đến từ cánh dưới của bản đồ nhé. Cánh dưới bản đồ không có bất kỳ một lớp giáp trụ nào dành cho bên phía của DRX cả. Đứng dưới và đứng giữa của họ không có đủ áp lực đi đường để có được giáp trụ. Còn đứng dưới Lisbon cũng chỉ có được một lớp giáp trụ mà thôi. Pha tấn công đầu tiên đến từ Pilsic và người được chọn là Kheo, anh ta tốc biến đi, thái dựa săn làm chậm mà thôi. Dev đang nỗ lực bắn những sát thương của anh ta là không đủ, dính 8 xuống đầu rồi. Dev còn tốc biến đi, dính anh chàng dẫn lối và sát thương đến từ bên phía Lisbon là đủ. Với một đòn sát kích theo, Free thậm chí có thêm một tiếng bắn tay và giúp cho Croco có bàn thứ hai cho Lisbon trong ván đấu này. Cả hai người chơi giữa xuất hiện tại khu vực đứng dưới nhưng Zika quá đơn độc và anh ta bắt buộc phải rút lui mà thôi. Pha phản công rất nhanh đến từ các thành viên bên phía của Lisbon khi mà họ có sự có mặt đến từ Croco và ngay lập tức tốc biến kết hợp với tả xung hữu đột để nhấn thẳng cú chiêu cuối vào đầu của Dev. Không có cách nào để Dev anh ta có thể thoát thân được trong pha thi đấu vừa rồi. Kể cả là con Jerry có rất nhiều đồ cơ động nhanh như điện, tốc biến tốc hành đã được đầu tư đến từ xạ thủ bên phía của Redick. Những cái khả năng shadow đến từ Lisbon vẫn là gắt hơn rất là nhiều. Họ có hai điểm chiến công trong pha thi đấu vừa rồi, một mạng dành cho Prince là một thành công tương đối dành cho Lisbon, và tiện thể ăn luôn con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu. Những cái yếu tố đi đường, những cái yếu tố về điều kiện thắng trực quan nó vẫn đang làm tốt hơn dành cho Lisbon ở khoảng thời gian early game này. Và đây sẽ là một trụ để phần nào đó gỡ gạc dành cho Kingan ở cánh trên với việc là anh ta đi đường tốt hơn tương đối so với chất tướng on của đối phương. Rồng mất tới 2 rồng. Và để xem là con Gwen trong tay Kingan sẽ thể hiện khả năng cánh tim như thế nào. Còn đây là pha tấn công mà có vẻ như lượng sát thương đến từ DRX lúc này nó chưa đủ, và mục tiêu họ chọn là một con Tamke thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì nếu như chọn Aphelios thì Tamke sẽ ngậm nuốt, và họ cũng sẽ không có đủ cái lượng sát thương để hạ gục đối phương, và chọn ai thì cũng khó, và cuối cùng thì họ đành phải bỏ lại hai người. Tôi có cảm giác là cái sự mất bình tĩnh đến từ bên phía của Redick. Họ muốn tấn công sớm nhưng họ không tìm được một cái khu vực đường nào tấn công sớm cả, và quyết định cuối cùng là xuống đường dưới. Nhưng đây là phá hố gió chuẩn xác đến từ Closer, và Croco đơn giản lấy đi tính mạng đến từ vị trí của Zika và dịch chuyển xuống đến từ kinh cương. Anh ta bật tốc hành, anh có xe chủ lớn kim cắt không quá đau vào người của đồ. Và những cái áp lực không quá nhiều đến từ kinh cương như thế này là pha phản công rồi thôi xong. Hôn gió chính xác, hỏa dương hiệu chiều chiều cuối vào, ba chiều cuối ba lần đất tung, và không có cách nào để cho vị trí của kinh cương anh ta đào thoát được cả khi đã mất sừng làm. 4 điểm mạ gục dành cho Lisbon ở khoảng thời gian phút thứ 17, và đây sẽ là pha băng trụ anh chàng đây. Pilsic bị gây áp lực, anh ta phải bật cho mình W để có thể rút lui về. Thì đây sẽ là trụ đường dưới dành cho Prince cũng như là Dov mà thôi. Những pha hồn gió cực kỳ hay đến từ Closer ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, nó giúp cho bên phía của DRX có được hai, chính xác là bên phía của Lisbon có được hai mà hai của DRX. Nó chính xác là ba cú hồn gió liên trúng. Đây là cú hồn gió đầu tiên trúng, tiếp tục phi hồ lên, và tình huống hồn gió cuối cùng đến từ Closer. Tôi thấy là Croco có định bỏ nhá, Croco đã có ý định là quay đi rồi, nhưng tự nhiên thấy Closer hồn gió trúng
và tiếp theo lại là một pha anh ta tốc biến lên hôn gió trúng và Kingan đang ở dạng hết sức là bất bại. Cú chiêu cuối bị ngắt đến từ Piusic, được ngắt thì đúng hơn, khiến cho tình huống cover đồng đội đến từ Piusic gần như là không có. Và sau cú hôn gió thứ ba chuẩn xác liên tục đến từ Closer, Lissabok có thêm hai mạng và một trụ khu đứng dưới, đó là trụ một mà họ đang rất cần để có thể kiểm soát các con rồng. Đứng trên vẫn đang là những sự thua thiệt dành cho Dove trong kèo đấu với Gwen của Kingan, nhưng đó rõ ràng không phải là một chênh lệch tạo nên sự khác biệt quá lớn tại thời điểm này, mà là cái cánh dưới bên phía Lissabok đang có được những ưu thế. Piusic rất là cẩn thận, anh ta gọi sứ giả rất xa và gọi nó trùng với đợt lính. Và để xem pha này thì liệu rằng Kingan có về đấy không, anh ta tung xương là bất bại, anh ta rút lui được, anh ta trả sát thương lại với xe chỉ lớn kìm và khiến cho cả Closer lẫn Croco đã phải đầu tư hai cú chiêu cuối để rút lui. Hai cú chiêu cuối make play đổi lấy một cú chiêu cuối sát thương nhiều đến từ Kingan. Và để xem pha này thì Direct có phát động được pha tấn công có lợi hơn khi đang hơn tài nguyên hay không. W đến từ Dev vừa rồi khá là ấn tượng nha, nhưng đây là một góc và Croco anh ta đứng khá cao, anh ta có tốc biến để có thể rút lui về một tình huống chiêu cuối tốt đến từ Piusic, cô lập đội hình bên phía của đối phương. Kèo bắt buộc phải mất nuốt rồi, ta nuốt thẳng vào không được để có thể phần nào đó hỗ trợ dành cho đồng đội của mình rút lui về. Một tình huống mà Redick họ đẩy lui được các thành viên bên phía của Lissabok. Lượng tài nguyên mà Lissabok đầu tư trong pha vừa rồi là khá nhiều khi chỉ còn duy nhất một cái cú chiêu cuối đến từ vị trí của Prince mà thôi. Ở góc độ ngược lại thì chỉ còn một cái điện đạt đỉnh điểm đến từ bên phía của Redick, và đây vẫn tiếp tục là tình huống giao tranh và ép giao tranh đến từ KM. Mất đồng hồ tới từ Zika, anh ta nhấn đồng hồ sớm quá và gặp nguy hiểm trong tình huống này đến từ người trên đứng giữa bên phía của Redick, nhưng Dev bắt được, anh ta có điểm hạ gục. Prince với anh chắc dẫn lối dạng hỏa ngục hủy diệt hoàn toàn phần đội hình của đối phương. Và đó là điểm hạ gục thứ hai trong tình huống giao tranh dành cho các thành viên bên phía của Lissabok. Trước đó là mạng của Kingan nằm xuống, thì đây vẫn sẽ là ưu thế về rồng dành cho Lissabok mà thôi. Một tình huống giao tranh mà lượng sát thương đến từ Aphelios của Prince là vô cùng khủng khiếp. Tôi thực sự bất ngờ với lượng sát thương vừa rồi đến từ Prince ở dạng súng hỏa ngục. Nếu như đó không phải là một tiếng Prince tỏa sáng thì đó đã là một tiếng giao tranh thua dành cho bên phía Lissabok rồi. Đầu tiên là pha đổi hai chiêu cuối của Croco lẫn cả Closer lấy chiêu cuối đến từ Kingan. Và sau đó là một tiếng giao tranh bên phía của Lissabok là những người thua thiệt hơn khi họ bị thua tài nguyên. Thật sự là khi mà bên phía của Lissabok cần thì Prince anh ta vẫn có thể lên tiếng được, và đây là thăng hoa luân để cho Lissabok thử Baron. Sát thương của họ là tương đối lớn nha, Baron vẫn đang được ăn đến từ vị trí của Prince khi anh ta đang có thăng hoa luân và đứng ở phía bên trên với súng thiên lý để có thể hỗ trợ cho khả năng ăn Baron đến từ vị trí của Croco. Còn góc này thì Dove có thể gặp nguy hiểm. Và tấn công hất tung hai người tốt đến từ vị trí của Lissabok, họ vẫn đang ăn Baron và họ ăn Baron thành công kể cả Dove. Và Kael có nằm xuống thì tôi tin rằng đây vẫn sẽ là một pha lãi mà thôi, hai mạng nằm xuống đến từ Lissabok đó là Croco và Dove. Kael rút lui về nhưng tôi tin rằng anh ta cũng sẽ phải đi theo những người đồng đội của mình. Một con Baron phải trả giá bằng 3 điểm hạ gục dành cho bên phía của Redick đến từ bên phía của Lissabok. Và bây giờ là lúc mà Prince có thể gặp nguy hiểm nha. W có thể tiếp cận thành công đến từ vị trí của Prince, nhưng anh ta đang đứng giữa hai trụ của đối phương và anh ta sai rồi. Điểm hạ gục thứ ba đã có dành cho xạ thủ chủ lực bên phía của Lissabok khi mà Redick băng trụ quá sớm và Piusic thì anh ta vào quá sâu trong pha vừa rồi. Họ đang câu giờ để cho Dove bắt đầu đúc những món trang bị lớn. Anh ta đã cấp độ 13, vừa đúc được cho mình một cái găng tay băng hỏa. Sắp tới đây sẽ đúc thêm những món trang bị khác dành cho đồng đội, và Kingan đang thực sự có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Kael và cả Croco đã bắt đầu vào vị trí, nhưng quyết định của họ là không tấn công khi phía sau của đối phương đang bắt đầu thi một pha phản công rồi. Croco kẹt lại, anh ta tung một cú quy sang phía bên kia bờ tường để rút lui Kael, còn chiều cuối Barrow cũng không dám dấn lên quá xa. Khi đó là Hòa Dương Hiệu Triệu tấn công thẳng, Barrow bị hất tung bởi Hòa Dương Hiệu Triệu lần hai, nhưng hết Hiệu không chế rồi. Hiệu không chế đến từ tuyến sau bên phía Lissabok bắt đầu tới đến từ Croco và Closer, nhưng họ chọn mục tiêu lại là Gwen, còn sự là bất bại. Và đó là pha mà Croco tung tả xuống ổ đồ sau đó bắt buộc phải tập đến người trở ra trước áp lực đến từ bên phía của DH. Chúng ta cảm nhận được rằng cái áp lực đến từ bên phía của Lissabok là nhiều hơn vừa rồi. Dev đã mất hai phép bổ trợ để hình như anh ta thoát khỏi một tình huống áp lực đến từ Closer với cú phi hồ cũng như là hôn gió. Còn đây là Barrow không còn phép bổ trợ nữa và anh ta nằm xuống với khả năng gây sát thương tốt đến từ Closer. Sứ giả phán quyết chỉ hất tung một người đó là Croco và Tokyo gần tới với những lần xe chủ lực kim, anh ta bắt đầu cắt. Còn góc này Dev được thoải mái bắn, anh ta bắn gục được một người đó là Dove nằm xuống. Lissabok đang chỉ có thể cắm đầu cắm cổ bỏ chạy mà thôi, nhưng không, họ quay trở lại trả đòn với việc là Prince vẫn đang giữ được sát thương. Nhưng cái áo đóng đồng hồ tịnh đồng hồ lại thì anh ta sẽ phải lấy bàn điểm số với cú double kill dành cho xạ thủ chủ lực bên phía của Redick. Còn góc bên trên thì chúng ta đang được thấy khả năng solo đến từ Piusic và Croco, nhưng người làm tốt hơn là vị trí của Croco. Còn ở góc dưới này là hai mạng dành cho bên phía của Lissabok, đó là vị trí của Prince. Câu đáp trả đến từ bên phía của Lissabok và họ có hai mạng trong tình huống phản công vừa rồi của mình ở cánh dưới, và đây sẽ là con Baron, chính xác là con rồng thứ tư của ván đấu dành cho bên phía của Lissabok. Mặc dù là một tiếng sự ôi phi hồ thẳng lên rất mạo hiểm đến từ Closer, nhanh ta lái thành công cú đầu đề đến từ quả cầu ma thuật và khiến cho Dev đã phải lên bảng điểm số. Một tiếng xử lý kỹ năng cá nhân vô cùng ấn tượng đến từ Closer.
Và chắc chắn rồi, đây là con rồng nguyên tố thứ tư lấy linh hồn dầu cho Lisbon. Họ đang có những tiền đề tốt để hướng tới ván thắng thứ hai trong cặp trận BO5 này. Thì có vẻ như khả năng bắn đến từ Dev nó cũng tương đối là hạn chế khi anh ta không có nỏ thần Dominic. Và bên phía bên kia là một chất tướng on rất trâu đến từ Dove ở thời điểm hiện tại với hai màu trang bị. Nào, ba ủi vai. Ở dấu hiệu triệu được gọi đến từ vị trí của Dove. Nhưng anh ta vừa gọi hỏa dương xong thì một người nằm xuống đến từ đó là vị trí của KLGK đang quẩy được ở góc này. Baron có thể sẽ phải lấy bảo điểm số nhưng không, anh ta có đồng đội ở bên cạnh. Và đó điểm hạ gục thứ hai dành cho các thành viên bên phía của Redick. Bỗng nhiên thì Redick lại thắng trong một tình huống giao tranh khi mà họ không bất ai cả. Còn góc này sẽ là một góc độ khép góc đến từ Redick, họ đang không muốn cho ai trái. Nhưng đây là tình huống mà Prince anh ta có thể gây sát thương được với pha hồn gió thành công đến từ Closer. Điều hạ gục đáp trả ngược trở lại đến từ bên phía của Lissabok khi gần thoát qua tường. Anh ta đang cắt khá đau với những lần sẽ chịu được kiếm cũng như là sự làm bất bại. Nhưng hãy nhìn cách mà Prince anh ta bắn Prince. Đi. Anh ta bắn hết. Double kill dành cho vị trí của Prince, triple kill dành cho Prince. Và đây có thể sẽ là cú quặt ra khi còn một mình Dev mà thôi. Dev đang cố gắng thả diều, Dev vẫn đang cố gắng để có thể bắn trong tình huống này. Anh ta thoát khỏi tình huống hồn gió đến từ đối phương và anh ta vẫn sống. Nhưng góc kia thì sao đây? Prince anh ta đang có súng thiên lý và khả năng gây sát thương của Prince là vẫn còn đó. Hai xạ thủ đang cố gắng nhấp nhả nhưng không bên nào chỉ bên nào quả. Cuối cùng người rút lui phải là Dev. Anh ta có thông nổ và có thể rút lui được trong tình huống này. Một tình huống ép Baron rất thiếu cơ sở từ Lissabok khi tốc độ ăn của họ là không đủ nhanh và khiến cho các thành viên chống chịu tuyến trước của họ là Kael cùng với Dove phải lên bảng. Nhưng cái sự 200 năm đến từ Prince vẫn được thể hiện với con Aphelios của anh ta với cái lượng sát thương quá ảo. Bây giờ thì họ có thể làm lại một tướng Baron nó đơn giản hơn rất nhiều trong lúc mà đối phương đang trên bảng điểm số hai người, đó là Kingan cùng với Zika. Kể cả hai cú dịch chuyển này có được dùng ở ngay thời điểm họ xuống bảng thì cũng không kịp nữa rồi. Chênh lệch rất lớn. Và mặc dù Dev đã có một ván thi đấu không hề tệ với một con Zeri 5-2-2 và sắp có cho mình 4 món chuẩn bị lớn, tuy nhiên cái khoảng trống này anh ta gây sát thương và anh ta chơi game nó rất ít ỏi. Anh ta bị hất tung lên bởi hòa dưới triệu pha hồn gió trúng đến từ Closer, trúng vào Pilsic. Pilsic bất tốc biến chạy với một chấm máu, tiếp tục phi hồ theo và đó là mạng dành cho Closer. Những tình huống xử lý kỹ năng Ari đến từ Closer đang là vô cùng ấn tượng ở trong ván thiếu thứ hai này. Anh ta tiếp tục băng lên đưa ra một cú hồn gió khiến Dev tạm thời phải rút lui và đâm thẳng vào đến từ Croco, trụ bị phá hủy cực kỳ nhanh với lượng sát thương đến từ Prince. Bên phía bên kia thì Closer đang bấm đồng hồ để Closer đột tốc biến ra với một chấm máu. Closer bị đẩy ngược trở về và anh ta vẫn có chiêu cuốn đến giam kẹt để cover, tạo súng cú đột vào đến từ Vi của Croco, mở ra khoảng trống để gây sát thương dành cho Prince. Cú zoom thì vực xuất sắc đến từ Kael và khiến Dev bị trơn chân cho tới khi phải lên bảng sau khi hết đồng hồ. Zika cũng đã bị ném liên tục những cái thằng hoa lợn và double kill dành cho Prince, chiến thắng trong ván thi đấu thứ hai, tiếp tục gọi tên Lissabon. Quá khi tới từ những pha dồn hiệu ứng của Lissabon và không có cách nào để Redick có thể kịp tỉnh dậy để làm bất cứ một thứ gì cả. Một cú chiêu cuối nhắm thẳng vào đầu đến từ Croco và sau đó là dùng ngoại thủy vực hai lần hất tung là dư thời gian để Prince hạ gục thành công được vị trí của Dev.